quý vị, thưa các bạn, Tết Nguyên đán là thời điểm hàng hóa có sức tiêu thụ lớn nhất trong năm. Đến thời điểm này, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp đã đẩy mạnh sản xuất, tăng dự trữ, đảm bảo cung ứng tốt hàng hóa phục vụ cho nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, đến thời điểm này tại các địa phương, hàng hóa đã được các doanh nghiệp khẩn trương đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Lượng hàng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước từ 10 đến 15%, chủng loại đa dạng và phong phú. Năm nay, người tiêu dùng đã lựa chọn hàng Việt Nam nhiều hơn. Trong những ngày cao điểm này, giá bán các mặt hàng chưa có sự biến động, không xảy ra tình trạng găm hàng, ép giá. Lượng khách hàng mua sắm tại các siêu thị tăng gấp 5 lần so với ngày thường. Là một đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm bàn ghế inox, bàn ghế nhựa, tủ nhựa, đồ gia dụng các loại với hơn 30 năm xây dựng và phát triển. Để phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong dịp Tết, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Quy Phúc đã đưa ra thị trường gần 1 triệu sản phẩm các loại với mẫu mã đa dạng phong phú có chất lượng cao nhưng giá thành không tăng. Bên cạnh đó, công ty đã chuẩn hóa hệ thống phân phối, mở thêm điểm bán mới nhằm tăng độ phủ và kết nối gần hơn với người tiêu dùng. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã có hơn 7.000 đại lý cửa hàng trang trí nội thất, điểm bán sản phẩm trên toàn quốc. Cùng với đó, doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, các hội chợ trong dịp Tết để hàng hóa của mình đến gần hơn với người tiêu dùng. Những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đã nỗ lực rất nhiều trong việc cải thiện về chất lượng sản phẩm, cải thiện về mẫu mã, bao bì, niềm tin yêu của người tiêu dùng dành cho các doanh nghiệp Việt và khi đã chọn, đã liên tục nhiều năm liền bầu chọn Quy Phúc là hàng Việt Nam chất lượng cao cũng là những cái động lực để chúng tôi tự tin và chúng tôi cố gắng đặt mục tiêu rằng là chất lượng, uy tín và dịch vụ khách hàng để làm sao phục vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất. Cũng nằm trong kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán, năm nay công ty cổ phần chế biến nông sản Bảo Minh, đơn vị chuyên về cung cấp các loại gạo và nông sản đặc sản vùng miền đã có kế hoạch đưa ra thị trường gần 1.000 tấn gạo đặc sản, gần 200 tấn bánh mứt kẹo hoa quả các loại thông qua hệ thống trên 1.500 điểm bán tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích trên toàn quốc. Năm nay chúng tôi thì đã rất là chú trọng, sau khi 2018 chúng tôi đã có những kế hoạch cho 2019. Mà để có kế hoạch 2019 đúng với cái xu thế tiêu dùng thì chúng tôi phải bay qua từ 8 đến 10 nước. Và cái đặc sản của Việt Nam cũng được tôn vinh, cái mục tiêu là chúng tôi đã chuẩn bị về số lượng cũng như là về chất lượng và cũng hướng tới những cái xu thế là sức khỏe. Công ty chuẩn bị 30 dòng sản phẩm đặc sản với cái mục tiêu là tinh hoa nông sản thế giới hội tụ. Theo lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, để có lượng hàng hóa phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2019, Sở đã chỉ đạo tăng cường các mặt hàng thiết yếu như là gạo, các loại thịt, thủy hải sản, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ tươi, các mặt hàng nông lâm sản, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, hoa quả tươi. Tổng giá trị kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết 2019 của thành phố Hà Nội ước đạt 28.500 tỷ đồng. Ngoài việc đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được thành phố Hà Nội đẩy mạnh trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Theo lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, do nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, vì vậy thành phố đã chỉ đạo các doanh nghiệp lên kế hoạch sản xuất và dự trữ một lượng lớn hàng hóa. Các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn đã chuẩn bị nguồn hàng hóa với số lượng tăng từ 2 đến 3 lần so với tháng thường. Hầu hết các doanh nghiệp đều cam kết đảm bảo nguồn cung, không để thiếu hàng, tăng giá đột biến. Theo đánh giá của vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, năm nay với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, nhu cầu mua sắm Tết được dự báo tăng đột biến. Các doanh nghiệp trên cả nước đã tích cực chuẩn bị chu đáo nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, hệ thống phân phối phủ rộng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Dự báo giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm Tết năm nay sẽ ổn định, khó xảy ra tình trạng biến động về giá.